Cô thân ái chào mừng tất cả các em đến với khóa học Tiếng Việt lớp 3 của trang web OLM.VN. Các em thân mến, ở tiết học trước chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về một quảng cáo rất thú vị và vô cùng ý nghĩa của chương trình Xuân Yêu Thương. Tiếp nối bài học quảng cáo, hôm nay chúng ta sẽ đến với một nội dung khác. Trước khi đến với phần chính, chúng mình hãy cùng nhau thực hiện một vài nhiệm vụ sau đây nhé. Đầu tiên, các bạn sẽ đặt tên cho tiết mục biểu diễn trong từng bước vẽ sau. Với bài tập này, trước hết chúng mình sẽ cùng nhau quan sát tranh và gọi tên các tiết mục ấy giúp cô nhé. Bức tranh thứ nhất là ảo thuật. Bức tranh thứ hai là hoạt động nhảy hiện đại. Bức tranh thứ ba là biểu diễn đàn bầu. Và bức tranh thứ tư là biểu diễn thời trang, đúng không nào? Các bạn có thể lấy tên mình vừa tìm được để đặt tên cho các tiết mục, hoặc có thể tìm thêm những từ ngữ để có một cái tên độc đáo hơn nhé. Sau đó, chúng mình sẽ nói 1 đến 2 câu về một tiết mục ở bài tập vừa rồi. Với phần nói này, cô có một vài câu hỏi gợi ý. Sau khi trả lời những câu hỏi gợi ý, các bạn có thể nói được về một tiết mục mà chúng ta vừa tìm hiểu ở bài tập vừa rồi. Tiết mục ấy tên là gì? Tiết mục bao gồm những ai? Tiết mục có những hoạt động chính là gì? Theo em, người xem sẽ cảm thấy thế nào về tiết mục ấy? Sau đây là một phần tham khảo. Chúng mình có thể đọc cùng với cô và rút kinh nghiệm cho phần nói của mình các bạn nhé. Biểu diễn đàn bầu là một tiết mục rất đặc sắc. Người nghệ sĩ dùng đôi bàn tay của mình lướt trên dây đàn tạo ra một bản nhạc du dương. Âm thanh của đàn bầu nghe rất hay. Người xem có lẽ sẽ rất thích thú với tiết mục này. Tương tự như nội dung hướng dẫn của cô, các bạn hãy thử nói về một tiết mục nhé. Kế đến, chúng ta sẽ đến với nội dung trọng tâm của bài học ngày hôm nay, đó là nói và nghe. Các bạn sẽ đọc lời bạn nhỏ trong tranh và trả lời câu hỏi. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát qua các câu hỏi nhé. Sau khi đã quan sát các câu hỏi, bây giờ chúng mình sẽ cùng cô đọc qua đoạn văn nào. Chú mèo máy Doraemon có thân hình mập ú với nước da màu xanh da trời, miệng chú rộng hoác, mũi đỏ, đôi mắt đặt trên trán có thể nhìn ban đêm rõ như ban ngày. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau đọc qua một đoạn văn. Bây giờ hãy đến với phần trả lời những câu hỏi nhé. Theo em, bạn nhỏ nói về nhân vật nào? Đúng rồi, bạn nhỏ nói về nhân vật mèo máy Doraemon. Vậy bạn nói về những đặc điểm gì của nhân vật Doraemon? Chính xác, bạn ấy nói khá nhiều những đặc điểm của nhân vật này. Đầu tiên là thân hình mập ú, tiếp theo là nước da màu xanh da trời, kế đến là miệng rộng hoác, mũi đỏ, và cuối cùng là đôi mắt đặt trên trán có thể nhìn ban đêm rõ như ban ngày. Vậy thì sau khi chúng ta quan sát được bạn nhỏ nói về nhân vật Doraemon và những đặc điểm của nhân vật đó, các em có thể nói thêm những đặc điểm gì? Với câu hỏi này, tùy vào sự hiểu biết của các em có thể nói thêm một vài đặc điểm về nhân vật nổi tiếng này, như là chú mèo máy thích ăn bánh rán, rất thương Nobita, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn, và lại có rất nhiều những tính tốt, vui vẻ, thật thà, nhân hậu, dũng cảm. Nhưng mèo máy Doraemon cũng rất sợ chuột, điều đó khiến cậu ấy càng dễ thương, đúng không nào? Như vậy vừa rồi chúng mình đã xem bạn nhỏ nói về nhân vật Doraemon, một trong những nhân vật ở truyện tranh vừa có ở hoạt hình mà bạn ấy rất thích. Bây giờ chúng mình hãy thử nói về một nhân vật trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình mà em thích dựa vào gợi ý. Em thích đọc truyện hoặc xem bộ phim hoạt hình nào? Em thích nhân vật nào trong truyện hoặc phim hoạt hình? Đặc điểm nổi bật của nhân vật ấy là gì? Hình dáng, màu sắc hoặc trang phục của nhân vật ấy ra sao? Rất đơn giản, đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tham khảo bài nói sau đây nhé. Em đã được xem khá nhiều bộ phim hoạt hình, nhưng em thích nhất là bộ phim Tom and Jerry. Em rất ấn tượng với chú chuột Jerry. Chú có bộ lông hung nâu mượt mà, đôi tay nhỏ vểnh lên, nghe ngóng để cảnh sát sự rình rập của chú mèo Tom. Với thân hình nhỏ bé, nhanh nhẹn và một cái đầu thông minh tuyệt đỉnh nên chú luôn thoát khỏi mọi cạm bẫy của mèo Tom đặt ra. Đôi khi chú còn bày trò để trả đũa mèo Tom. Em rất ấn tượng với sự thông minh và đáng yêu của nhân vật này. Tom and Jerry là một bộ phim hoạt hình rất đáng xem. Với sự hướng dẫn của cô, hy vọng khi trả lời được những câu hỏi gợi ý, các bạn cũng có thể tự nói về một nhân vật hoạt hình hay một nhân vật trong truyện mà mình thích nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.